mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm của cái thai nhớt cho một cái máy giác lề mà Mỹ gọi là cái máy S đó, cái SG đó. Đây là cái lưỡi dao của nó để đây là cái máy giác lề hôm nay mình thai nhớt nó. Bây giờ đây nó có con ốc, cái châm nhớt ở đây, giờ con ốc xả nhớt ở đây, ốc xả nhớt đây, giờ mình mở đây, mình xả nhớt. Hứng dầu nhớt nó, lấy cái thao hứng nhớt cho nó đây. Giờ mình mở ốc này. Đó, này. Đó. Là xả nhớt. Lấy kìm mình mở cái nắp này ra để cho nó có một cái e, cái gió thông vào để nhớt nó ra cho nó được sạch. Này là cái nắp của nó, oil fill là cái chỗ châm nhớt cho nó. Khi chúng ta xả nhớt cạn rồi, chúng ta sẽ lên ốc này sạch sẽ, chúng ta dặn lại. Sau khi chúng ta dặn lại xong, giờ mình thấy lấy nhớt, lấy cái thau nhớt kìa. Bên đây một size nữa, nó cũng có con ốc tương tự. Mình có quyền thay nhớt ở phía nào tùy mình cảm thấy nó tiện cho mình. Giờ mình thử xả con ốc bên đây coi nó có nhớt bên đây hay không. Cái máy này nó có hai cái size mà để mình là xả nhớt và châm nhớt. Nó có một cái con ốc này đang dặn đây là ốc để mình châm nhớt vào nha, mà nó có hai bên, một bên đây ốc xả, đây ốc xả nhớt, đây
còn ốc chăm nhớt đây ha. Mà nó có cả hai size, cái size này cũng có ốc sải nhớt đây và ốc chăm nhớt đây, mình muốn xài bên nào cũng được, cảm thấy cái máy đối với mình nó tiện. Sau khi mình xả hết nhớt rồi, sau khi mình xả hết nhớt ra rồi, bây giờ mình lên sạch sẽ, mình dặn ốc lại rồi, bây giờ mình chăm nhớt. Sau đây là mình sẽ chăm nhớt. Đây là nhớt của nó, là cho cái small engine oil, nó có nhớt 1030 hoặc là nhớt SAE 30. Nó xài cho máy cắt cỏ, đẩy chạy hay là hoặc máy xới đất, tóm lại là những cái máy mà nhỏ kêu bằng small engine. Sau khi chúng ta chăm nhớt, mình để cái máy cho nó even, nó bằng ha. Sau khi mình chăm nhớt, cái mức nhớt nó vừa bằng cái miệng dừa tràn ra như thế này là đủ ha. Sau đó mình bằng cái nắp này lại, bằng nắp này lại, thế thì siết cái này lại một chút cho nó hơi cứng chút ha. Thế là xong. Rồi sau đây mình sẽ thay cái buri của nó, tiếng Mỹ là sparkless. Cái buri này nó có cái số là J19LM. Sau đây mình mua một cái buri. Đây chúng ta mua cái buji J19LM. Rồi, chúng ta thay vào cho nó. Ok, thế là xong. Thế là xong cho một cái chain sparkless buji thay nhớt. Sau đây chúng ta sẽ giật thử nó thành thế nào.
đó là xong một cái quá trình thay nhớt và thay buji của một cái máy giắt lề. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.